Chào mừng các bạn đã đến với bài thuyết trình của nhóm 12 với nội dung tìm hiểu mô hình thương mại điện tử Rakuten ngày hôm nay. Như mọi người đã biết, trong khi Amazon hay eBay được biết đến là hai cột trụ phương Tây, thì Alibaba và Rakuten là cột đỡ phương Đông trong ngành thương mại điện tử. Nhưng so với ba gã khổng lồ kia, thì Rakuten được xem là tập đoàn khá kín tiếng như tính cách của người Nhật Bản. Vậy thì ngày hôm nay, hãy cùng chúng mình điểm qua một vài lý sơ lược nhất về hãng thương mại điện tử của Nhật Bản nhé. Bài thuyết trình của chúng mình sẽ gồm 3 nội dung chính. Nội dung thứ nhất là tổng quan về hãng thương mại điện tử Rakuten. Nội dung thứ hai, chúng mình sẽ đi so sánh mô hình kinh doanh của Rakuten với Tiki và Amazon. Và nội dung thứ ba, chúng mình sẽ hoàn thiện mô hình thương mại điện tử của Rakuten, từ đó nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. Phần thứ nhất là tổng quan về Rakuten. Rakuten trong tiếng Việt có nghĩa là sự lạc quan, và đây cũng được chọn là cái tên cho hãng thương mại điện tử lớn nhất Nhật Bản với tổng số vốn khoảng 13,5 tỷ USD. Rakuten hiện nay được coi là đối thủ cạnh tranh hàng đầu của Amazon và cũng mang tên là Amazon của Nhật Bản. Một vài nét về đặc điểm về sản phẩm và dịch vụ. Về sản phẩm thì Rakuten gồm có 6 lĩnh vực chính, từ thị trường thương mại điện tử, tín dụng và thanh toán, cổng thông tin và truyền thông, du lịch hoạt động đặt phòng khách sạn cho đến chứng khoán hay là thể thao chuyên nghiệp. Về dịch vụ thì Rakuten đa dạng các lĩnh vực bao gồm mua sắm trực tuyến, ngân hàng, thẻ tín dụng và thanh toán, phương tiện truyền thông, thể thao cho đến phân tích dữ liệu, tiếp thị, sách điện tử, phân phối sách, thời trang, tin nhắn di động. Rất là đa dạng các lĩnh vực. Một vài ứng dụng thương mại điện tử mà Rakuten đang áp dụng, chúng mình nghiên cứu gồm có 4 ứng dụng chính. Ứng dụng thứ nhất là Rakuten theo mô hình B2B, gồm có 2 ý nhỏ trong này, chính là mô hình các cửa hàng bán lẻ trực tuyến và mô hình doanh thu. Đối với mô hình các cửa hàng bán lẻ trực tuyến thì Rakuten hoạt động như một chuỗi cửa hàng trực tuyến dành cho các nhà bán lẻ, nhằm giúp họ tiếp cận khách hàng trên Internet với chi phí thấp. Trong mô hình kinh doanh này thì Rakuten không nắm giữ bất cứ cửa hàng nào. Thay vào đó, các nhà bán lẻ có thể nhờ trang web này bán hàng thay với một mức phí nhỏ. Và khi có một người tiêu dùng đặt hàng mua sản phẩm trên Rakuten, đơn đặt hàng này sẽ chuyển đến nhà bán lẻ và họ sẽ chỉ phải trả cho Rakuten khoảng 2,6% doanh thu bán hàng cho mỗi đơn hàng công. Và mô hình này của Rakuten giúp đơn giản hóa việc mua bán hàng hóa giữa người mua và người bán, nên kể từ khi nó ra đời đến nay đã thu hút hàng chục triệu người truy cập mỗi ngày. Mô hình thứ hai chính là mô hình doanh thu. Mô hình doanh thu sẽ gồm có 80% là phí thành viên, 10% phí quảng cáo và 10% là bản đồ giá. Rakuten sẽ tính phí thành viên hàng tháng và giữ lại từ 2 đến 5% giá trị hàng hóa được bán. Về ứng dụng thương mại điện tử thứ hai mà Rakuten đang áp dụng chính là cách thiết kế trang web. Rakuten là website bán lẻ hàng đầu của Nhật Bản và trang chủ Rakuten có đầy đủ những thông tin tiện ích, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng khi truy cập. Họ không chỉ dừng lại để xem những gì mình mua mà còn có thể khám phá những tiện ích tuyệt vời khác. Thậm chí cũng có thể chuyển sang các danh mục khác như đấu giá trực tuyến, trang web hay là cái trang web mua bán sách trực tuyến. Một ứng dụng thương mại điện tử nữa mà Rakuten áp dụng chính là vận chuyển. Từ quá trình xem hàng, đánh giá, mua bán, thanh toán và vận chuyển trên Rakuten thì được thực hiện qua 4 bước rõ ràng, dễ hiểu, dễ kiểm soát và dễ theo dõi. Bước 1 thì khách hàng nếu muốn mua hàng sẽ cần đăng ký một tài khoản. Bước thứ 2, chủ shop sẽ gửi email thông báo cho khách hàng tổng chi phí bao gồm cả chi phí vận chuyển và quotation định sẵn của Rakuten. Bước 3 thì chủ shop sẽ email thông báo hàng đã chuyển kèm với tracking number. Bước thứ 4, hàng sẽ được chuyển đến địa chỉ yêu cầu với thuế hải quan cho khách hàng trả nếu như ở ngoài địa phận của Nhật Bản. Ứng dụng tiếp theo mà Rakuten đang áp dụng chính là thanh toán. Thanh toán được áp dụng đối với cả khách nội địa và khách quốc tế. Đối với khách hàng mua trong nước thì phương pháp thanh toán tối ưu chính là chuyển hàng đến nhà rồi thanh toán hoặc thanh toán bằng Internet Banking. Còn đối với khách hàng quốc tế thì sẽ bao gồm 2 lần thanh toán. Lần thứ nhất là giá tạm tính chưa bao gồm cước vận chuyển quốc tế và phụ phí phát sinh. Và trong lần thanh toán lần thứ nhất này, người mua sẽ
phải thanh toán khoảng từ 70 đến 100% giá trị sản phẩm. Đối với lần thanh toán thứ hai thì là quá trình tất toán các chi phí còn lại khi hàng đến tận tay của người mua hàng. Và đó là một vài nét điểm qua về hãng thương mại điện tử Rakuten. Đến nội dung chính thứ hai, chúng mình sẽ đi so sánh mô hình kinh doanh của Rakuten với Tiki và Amazon. Như mọi người đã biết thì Tiki xuất phát từ một đơn vị bán sách điện tử, và qua thời gian thì Tiki đã dần chuyển đổi mô hình kinh doanh của mình thành trang thương mại điện tử với chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp đến nay được cũng có thể coi là hàng đầu của Việt Nam. Hiện tại thì các sản phẩm kinh doanh của Tiki rất là đa dạng và phổ biến, từ đồ điện tử, điện gia dụng, công nghệ, mỹ phẩm, quần áo, giày dép, vân vân. Còn đối với Amazon thì cũng xuất phát là một nhà sách trực tuyến ban đầu chỉ chuyên bán sách. Amazon đã trở thành một tạp hóa trực tuyến với đủ các sản phẩm đa dạng, với cái mục tiêu là trở thành một siêu thị bán lẻ khổng lồ trên Internet. Và cho đến hiện nay thì Amazon đã trở thành website thương mại điện tử lớn nhất thế giới với giá trị được các chuyên gia kinh tế định giá rơi vào khoảng 685 tỷ USD. Và Amazon đã cung cấp hàng triệu sản phẩm cho hơn 17 triệu người dùng trên khắp 160 quốc gia. Nội dung tiếp theo, chúng mình sẽ đi so sánh về mô hình kinh doanh của Rakuten với Tiki và Amazon. Thì trong quá trình nghiên cứu, chúng mình đã tìm ra được hai điểm giống nhau trong mô hình kinh doanh của ba hãng thương mại điện tử này. Nội dung thứ nhất chính là cả ba công ty này đều cung cấp các mặt hàng phong phú, từ quần áo, giày dép, từ hàng tiêu dùng cho đến gia dụng. Điểm giống nhau thứ hai chính là trong mô hình thương mại điện tử thì cả ba hãng thương mại điện tử đều tích hợp với các kênh thương mại điện tử và các nền tảng truyền thông để tạo ra một cộng đồng chia sẻ các nền tảng thương mại điện tử. Đó là hai điểm giống nhau, tuy nhiên chúng vẫn có những điểm khác biệt và chúng mình sẽ đi so sánh trên 5 tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất là mô hình kinh doanh, tiêu chí thứ hai phân khúc khách hàng, tiêu chí thứ ba doanh thu, tiêu chí thứ tư thanh toán, tiêu chí thứ năm ngôn ngữ và tiêu chí thứ sáu là nguồn gốc. Để với tiêu chí đầu tiên là mô hình kinh doanh, như mọi người có thể nhìn thấy trên slide, đó là trong khi Rakuten theo đuổi mô hình B2B2C, Rakuten sẽ cung cấp hàng loạt cửa hàng trực tuyến cho các nhà bán lẻ thuê cửa hàng và các dịch vụ hàng hóa của họ, thì Amazon lại theo đuổi mô hình B2C, sát sao đến từng khách hàng, từng cá nhân một, và Tiki thì chuyển đổi từ mô hình B2C sang mô hình Marketplace, giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn nhưng lại có một nhược điểm là không kiểm soát được chất lượng đầu vào. Về tiêu chí phân khúc khách hàng, Rakuten phân chia thành các đơn vị bán hàng và khách hàng tham gia đấu giá, thì Amazon lại có cách phân chia khác. Họ phân chia thành khách hàng bán lẻ và các đơn vị khách hàng. Trong khi đó, Tiki của Việt Nam thì đối tượng phân khúc khách hàng chủ yếu ở đây chính là phụ nữ, những người tiêu dùng phổ biến và thường xuyên. Về tiêu chí doanh thu, Rakuten với doanh thu chủ yếu 80% là phí thành viên, 10% doanh thu từ quảng cáo và phần trăm doanh thu còn lại là từ đấu giá, thì Amazon doanh thu của họ đến từ các nhà kinh doanh trực tuyến, phí hoa hồng và phí đăng ký, trong khi Tiki của Việt Nam thì doanh thu đến từ phí hoa hồng và phí này. Tiêu chí tiếp theo là thanh toán. Rakuten cho phép thanh toán COD, thanh toán bằng thẻ Visa, Mastercard. Amazon cũng cho phép thanh toán qua những thẻ tín dụng quốc tế trên. Đồng thời, người mua có thể thanh toán thông qua thẻ Amazon Gift Card. Thẻ này có thể sử dụng tại các cửa hàng ở USA và bắn thẳng vào tài khoản Amazon của khách hàng. Còn Tiki của Việt Nam thì cho phép thanh toán bằng tiền mặt, thẻ ATM nội địa, Internet Banking đối với người mua hàng trong nước, và đồng thời cũng có thể thanh toán bằng những thẻ tín dụng quốc tế như Visa và Mastercard. Về ngôn ngữ thì Rakuten sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng Anh, Amazon cũng sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng Anh, trong khi Tiki là một ứng dụng thương mại điện tử Việt Nam thì dùng ngôn ngữ tiếng Việt. Về nguồn gốc thì mọi người đã biết là Rakuten có xuất xứ nguồn gốc từ Nhật Bản, Amazon là của Mỹ và Tiki là của Việt Nam. Đó là những so sánh cơ bản nhất của chúng mình về hãng ba hãng thương mại điện tử Rakuten, Amazon và Tiki. Đến nội dung thứ ba, chúng mình sẽ đề xuất một vài giải pháp để hoàn thiện mô hình thương mại điện tử của Rakuten nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Chúng mình sẽ đi nghiên cứu thông qua 3 bước. Bước thứ nhất, chúng mình sẽ tìm hiểu thuận lợi của Rakuten khi sử dụng mô hình thương mại điện tử. Bước thứ hai, chúng mình sẽ đi nghiên cứu những cái khó khăn của Rakuten khi sử dụng mô hình thương mại điện tử là gì. Và bước thứ ba, chúng mình sẽ đề xuất những cái giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Nội dung đầu tiên đó là thuận lợi của Rakuten khi sử dụng mô hình thương mại điện tử. Thì chúng mình đã tìm ra được 5 thuận lợi chính. Nội dung thứ nhất đó là mô hình kinh doanh có hệ sinh thái đa dạng. Thì như mọi người đã biết là tính đến thời điểm hiện tại thì chắc chắn Rakuten có thể được coi là một công ty rất thành công tại Nhật Bản. Hơn nữa còn đang dần chiếm thị phần lớn trên thị trường quy mô toàn cầu và là một trong những công ty thương mại điện tử lớn nhất thế giới. Trong nhiều năm qua thì Rakuten đã thu được rất nhiều thành công đáng kể bằng những khoản doanh thu khổng lồ và các hợp đồng thu mua các công ty lớn khác trên khắp thế giới. Biến công ty được thành lập từ năm 1997 bởi một nhân viên ngân hàng tại Nhật Bản trở thành một công ty có giá trị hàng chục tỷ USD với ở thời điểm hiện tại. Và sự thành công này phát triển mạnh mẽ được hình thành bởi nguyên nhân chính, đó là do mô hình thương mại điện tử của Rakuten. Thì cái nội dung chính thứ nhất đó chính là mô hình kinh doanh có hệ sinh thái đa dạng. Việc áp dụng mô hình thương mại điện tử phù hợp trên nền tảng xây dựng một hệ sinh thái cung cấp gần như tất cả những loại sản phẩm và dịch vụ ở nhiều lĩnh vực. Rakuten đã phát triển được mô hình kinh doanh với một hệ sinh thái bao gồm rất nhiều lĩnh vực khác nhau, từ mua sắm cho đến du lịch giải trí hay là dịch vụ thanh toán và tín dụng kinh doanh, và còn vô số các dịch vụ đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng. Đó chính là thuận lợi đầu tiên của Rakuten khi sử dụng mô hình thương mại điện tử. Thuận lợi thứ hai mà bọn mình khai thác được chính là hệ thống quản lý cửa hàng IMS. Để những người bán hàng dễ dàng quản lý cũng như phân tích các chỉ tiêu kinh doanh của các cửa hàng thì Rakuten đã áp dụng hệ thống quản lý cửa hàng IMS. Các công cụ phân tích truy cập và công cụ phân tích dữ liệu trong hệ thống IMS có thể cung cấp cho người dùng rất nhiều tính năng hữu ích và thông tin quan trọng. Có thể kể đến ví dụ một số tính năng của hệ thống IMS như việc phân tích các sản phẩm, cung cấp cho người dùng những cái thông tin như số lượt truy cập, số lượt bán hàng, tỷ lệ chuyển đổi, các trang ứng dụng của cửa hàng và thậm chí cả tính năng tiến hành quảng cáo qua email hay có tên gọi khác là quảng cáo tiếp thị khách hàng, là loại hình quảng cáo thanh toán bằng nhấp chuột tự động gửi email theo lịch sử duyệt của người dùng và hành vi mua hàng. Đó cũng chính là một vài cái công cụ phân tích truy cập bằng hệ thống IMS. Thuận lợi tiếp theo của Rakuten khi sử dụng mô hình thương mại điện tử chính là họ đã thu hút người dùng nhờ điểm thưởng và dễ dàng quản lý bằng ID Rakuten. Để tham gia vào hệ sinh thái cũng như sử dụng các dịch vụ trên nền tảng Rakuten Ichiba thì người dùng cần đăng ký một tài khoản và nhận được một ID Rakuten để là thành viên. Người dùng sẽ nhận được điểm thưởng khi mua hàng hay sử dụng các dịch vụ trên Rakuten. Và cái điểm thưởng này có thể được dùng để trừ vào những đơn hàng mua sắm sau đó của người dùng. Việc này cũng tạo nên những người dùng trung thành, khuyến khích họ sử dụng các dịch vụ khác của Rakuten. Ngoài ra thì việc mỗi người dùng đều có một ID khác nhau sẽ rất thuận tiện cho việc quản lý dữ liệu, phân tích nhu cầu, xu hướng của người dùng đó để công ty có thể đưa ra được những cái chiến lược kinh doanh phù hợp hơn. Thuận lợi tiếp theo của Rakuten khi sử dụng mô hình thương mại điện tử chính là về dịch vụ thanh toán. Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực thương mại điện tử thì đều phát triển cũng như là cung cấp thêm các dịch vụ như thanh toán trực tuyến hay là ví điện tử của riêng mình để họ có thể tạo điều kiện thuận lợi nhất nhằm đáp ứng hành vi mua sắm của người dùng. Chính vì vậy, Rakuten cũng phát triển và xây dựng rất nhiều những hệ thống, dịch vụ để hỗ trợ việc thanh toán khi mua hàng trên các trang thương mại điện tử của mình như là thẻ tín dụng Rakuten, ngân hàng Rakuten, Rakuten Pay, ví điện tử Rakuten, tiền điện tử Rakuten ID, khiến cho việc mua sắm trên Rakuten diễn ra dễ dàng, đảm bảo độ chính xác và nhanh chóng. Thuận lợi tiếp theo của Rakuten khi sử dụng mô hình thương mại điện tử chính là mô hình kinh doanh toàn cầu.
Mô hình thương mại điện tử mà Rakuten áp dụng chính là một mô hình kinh doanh hướng đến toàn cầu hóa. Trên các trang web thương mại điện tử khác có nhiều sản phẩm làm trung tâm, nhấn mạnh hiệu quả thụ động và tương tác với người tiêu dùng. Nhưng Rakuten thì những người bán hàng lại tự thiết kế gian hàng, trang web riêng của họ và có thể hiển thị độc đáo cửa hàng của họ. Hơn thế nữa, họ có thể trực tiếp tương tác với người dùng thông qua email hay SMS. Vì vậy, Rakuten Ichiba đã đem lại một trải nghiệm mua sắm mới mẻ với nhiều tiện lợi và dễ dàng hơn cho cả người mua và người bán. Có 5 thuận lợi là vậy. Tuy nhiên, Rakuten cũng gặp phải khó khăn khi sử dụng thương mại điện tử. Và dưới đây là một vài những cái bất cập mà công ty mà cái hãng thương mại điện tử lớn nhất Nhật Bản vẫn đang vướng phải. Khó khăn thứ nhất đó là Rakuten vẫn chưa được biết đến nhiều ở nước ngoài. Rakuten ít được biết đến ở nước ngoài do quy mô chưa được mở rộng nhiều ra toàn cầu. Mặc dù họ đã có trụ sở tại 30 quốc gia trên quốc tế với hơn 70 công ty, nhưng vẫn còn những thị trường rất lớn mà Rakuten lại gần như không được biết đến. Điều này có thể một phần là do ngôn ngữ được sử dụng trên website chính của nền tảng Rakuten Ichiba là tiếng Nhật. Ngôn ngữ không được sử dụng phổ biến trên thế giới mà chỉ được sử dụng ở một số khu vực và phục vụ một số nhu cầu nhất định. Khó khăn thứ hai mà Rakuten đang gặp phải khi sử dụng mô hình thương mại điện tử chính là họ khó tiếp cận các thị trường tiềm năng. Rakuten chưa tập trung nhiều cho việc phát triển tại các thị trường nước ngoài. Mặc dù là công ty thương mại điện tử lớn nhất tại Nhật Bản, nhưng tại các quốc gia, khu vực khác thì những kết quả mà Rakuten đạt được chưa có nhiều hay trở thành một đối thủ cạnh tranh to lớn tại các thị trường bên ngoài Nhật Bản mà Rakuten đã xâm nhập. Bên cạnh đó thì họ cũng chưa tiếp cận được nhiều thị trường mới để tăng tốc độ phát triển của doanh nghiệp, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh với các đối thủ cạnh tranh lớn trên thị trường thương mại điện tử thế giới hiện nay như là Amazon, Taobao, Alibaba hay eBay. Và lý do là vì họ chưa có các chiến lược tiếp cận thị trường, chiến lược phát triển cụ thể. Vì vậy, với quá trình toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ cũng như là sự phát triển nhanh chóng trên quy mô toàn cầu của lĩnh vực thương mại điện tử như hiện nay thì Rakuten nhất thiết phải có được những cái chiến lược kinh doanh quốc tế phù hợp để đảm bảo cho sự phát triển và tồn tại của mình trong tương lai. Một hạn chế thứ ba của Rakuten khi họ sử dụng mô hình thương mại điện tử chính là hạn chế từ việc sử dụng tiếng Anh. Để thực hiện tốt quá trình toàn cầu hóa của doanh nghiệp thì việc sử dụng toàn bộ hệ thống của doanh nghiệp cần sử dụng tiếng Anh là điều thực sự cần thiết. Hạn chế từ việc sử dụng tiếng Anh trong nội bộ và ngoài doanh nghiệp vì tỷ lệ người Nhật Bản có thể nói tiếng Anh không nhiều và việc dùng tiếng Anh là ngôn ngữ chính trong giao tiếp công sở là điều hiếm thấy trong văn hóa của công ty Nhật. Nắm bắt được thuận lợi, hiểu được những cái khó khăn của Rakuten khi sử dụng mô hình thương mại điện tử thì chúng mình sẽ đi đến bước thứ 3, đó là đề xuất một số giải pháp để cải thiện được hiệu quả kinh doanh của Rakuten. Đề xuất thứ nhất chúng mình đưa ra đó chính là cải thiện website. Giao diện phải thân thuộc, phải phù hợp với khách hàng, thuận tiện cho quá trình lựa chọn mua sắm của người dùng. Đối với mỗi thị trường khác nhau thì Rakuten cần nghiên cứu cụ thể văn hóa cũng như xu hướng tại quốc gia đó, khu vực đó. Họ không nên áp dụng hay áp đặt một khuôn mẫu chung cho tất cả các website đối với các quốc gia, khu vực khác nhau. Thứ hai đó là đưa sản phẩm cùng loại trên một trang, sản phẩm cần có hình ảnh trực quan đối với chi tiết cụ thể về đặc tính, phẩm chất. Hình ảnh và mô tả sản phẩm là một yếu tố quan trọng dẫn đến hành vi mua hàng của người tiêu dùng. Bởi vì đối với hình thức mua sắm trực tuyến thông qua các sàn thương mại điện tử thì việc không được trực tiếp tương tác, không được trực tiếp nhìn, không được trực tiếp sờ vào sản phẩm khiến cho khách hàng rất lo ngại về chất lượng sản phẩm mà mình có thể nhận được. Ý thứ ba trong việc cải thiện website đó là Rakuten cần tăng cường tính năng bảo mật và sử dụng thông tin người dùng, đặc biệt khi sử dụng chức năng thanh toán. Song song với tiện ích thanh toán cho người dùng thông qua các tính năng thanh toán trực tuyến chính là vấn đề người dùng dễ bị các hacker xâm nhập đánh cắp thông tin cá nhân để phục vụ cho mục đích xấu.
Cải thiện thứ hai, đề xuất thứ hai mà chúng mình đưa ra đó chính là mở rộng ra thị trường quốc tế. Rakuten phải nỗ lực trong chiến lược mở cửa thị trường nước ngoài, thực hiện chiến lược dùng tiếng Anh là ngôn ngữ chính sử dụng trong hệ thống quản lý vận hành của công ty. Một đề xuất giải pháp nữa mà chúng mình đưa ra chính là Rakuten cần hợp tác với các doanh nghiệp địa phương. Khi xâm nhập vào thị trường nước ngoài thì Rakuten nên hợp tác với một doanh nghiệp đã hoạt động trong lĩnh vực liên quan tại thị trường mà họ xâm nhập, đưa ra một phiên bản dành riêng cho quốc gia khu vực đó nếu có thể, để hạn chế rủi ro và tăng khả năng cạnh tranh với các đối thủ cạnh tranh đã hoạt động từ lâu và có những cái am hiểu trên thị trường này. Đó là những cái đề xuất, những cái giải pháp mà chúng mình đã đưa ra. Rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và nếu như các bạn có câu hỏi gì thì hãy để lại dưới bình luận, chúng mình sẽ giải đáp những thắc mắc và mong sẽ gặp được những nhiều câu hỏi hay để chúng mình cũng có thể thảo luận thêm, đào sâu thêm về mô hình thương mại điện tử của Rakuten nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.